Tòa án Nhân dân huyện Khói Châu vừa tổ chức xét xử 3 vụ án hình sự buôn bán hàng cấm và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Khói Châu, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023, tại đoạn đường DT383 thuộc xã Đồng Kết huyện Khói Châu, Trần Quốc Huy, thường trú tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã có hành vi mua 14,4 kg pháo hoa nổ. Trên đường mang đi bán thì bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Khói Châu phát hiện, bắt giữ quả tang. Tòa tuyên phạt bị cáo Huy 1 năm 3 tháng tù với tội danh buôn bán hàng cấm. Do nghiện ma túy, ngày 15 tháng 12 năm 2023, bị cáo Đỗ Thành Nam, thường trú tại xã Phùng Hưng và bị cáo Nguyễn Văn Trương, thường trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khói Châu, đi mua ma túy nhưng chưa kịp sử dụng thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Tòa tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.